Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm 59.400 tỷ đồng và 4.000 hectare đất. Sập giàn giáo công trình 32 tầng ở Đà Nẵng, nhiều người bị thương. Cà Mau, bàn giao 9 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu. Ninh Thuận chăm lo lương thực cho người dân vùng thiên tai trước Tết. Sáng 11 tháng 1 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của toàn ngành thanh tra. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trong năm 2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 6.600 cuộc thanh tra hành chính và trên 252.000 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm 59.400 tỷ đồng và 4.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi 38.000 tỷ đồng, 1.267 hecta đất. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng đạt được những kết quả tích cực. Trên 23.000 vụ việc khiếu nại tố cáo đã được xử lý trả lại quyền lợi cho gần 1.400 người. 98,86% vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài phức tạp đã được giải quyết. Qua thanh kiểm tra phát hiện 30 vụ và 60 người có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn tồn đọng không ít hạn chế. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý thanh tra ở một số địa phương đơn vị làm chưa tốt, hiệu lực hiệu quả thanh tra còn hạn chế. Chồng chéo trong hoạt động thanh tra và nhất là giữa thanh tra với kiểm toán nhà nước vẫn còn xảy ra. Tiếp công dân chưa gắn với đối thoại để giải quyết. Nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo giải quyết vẫn còn chậm, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, giải quyết chưa dứt điểm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho một tập thể và một cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Thanh tra Chính phủ. Lúc 21 giờ 30 ngày 11 tháng 1, tại công trình xây dựng dự án tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ và khách sạn cao cấp Four Points by Sheraton Luxury Apartment Đà Nẵng tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ sập giàn giáo. Đã có 6 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Theo ghi nhận, một phần giàn giáo của tòa nhà đang thi công từ độ cao hơn 10 mét đổ sập xuống vào thời điểm có nhiều công nhân làm việc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hơn 100 chiến sĩ lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường khẩn trương công tác cứu hộ. Hiện trường giàn giáo bằng sắt rộng chừng gần 100 mét vuông bị sập, sắt nằm ngổn ngang. Theo thông tin ban đầu, 6 công nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Được biết, dự án này do công ty cổ phần địa ốc Alpha Nam làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ bàn giao công trình vào quý 1 năm 2017. Chiều 11 tháng 1, tàu tuần tra và cứu hộ của đồn biên phòng Hòn Chuối, Cà Mau đã đưa 9 ngư dân trên tàu đánh cá BTH-96472TS của Bình Thuận gặp nạn trên vùng biển Cà Mau vào bờ và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho gia đình đón về quê. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 30 hải lý, thì tàu BTH-96472TS bị phá nước chìm. Cả 9 người đi trên tàu phải ôm can và phao trôi dạt trên biển. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Sau gần 5 tiếng lênh đênh trên biển, đến 13 giờ cùng ngày, 9 ngư dân đã được tàu cá của Kiên Giang phát hiện cứu vớt. Cùng thời gian này thì tàu cảnh sát biển vùng 4 cũng ra biển để tìm kiếm và kịp tiếp nhận 9 người gặp nạn từ tàu Kiên Giang chở vào đồn biên phòng Hòn Chuối để chăm sóc sức khỏe. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo đồn biên phòng Hòn Chuối liên lạc với gia đình địa phương làm thủ tục và giao các thuyền viên gặp nạn về với gia đình. Ngày 11 tháng 1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 10 tháng 1, các bác sĩ khoa tai mũi họng đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 60 tuổi có khối u vùng cổ hiếm gặp. Đây là một ca bệnh khó mà nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Bệnh nhân là ông NVH, 60 tuổi, của quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện có khối u vùng cổ từ nhiều năm, gần đây khối u lớn nhanh hơn, có dấu hiệu chèn ép gây cảm giác vướng họng, nghẹn họng. Các kết quả chụp CT scan và chụp mạch máu cho thấy khối u có mạch máu đuôi phong phú, vị trí nằm ngay chỗ chia nhánh của động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Hai mạch máu quan trọng nhất của não và vùng cổ nên phẫu thuật rất khó khăn và nhiều nguy cơ tổn thương thần kinh hoặc tổn thương mạch máu. À, đây là một cái trường hợp u thể cảnh rất hiếm gặp. Nếu mà không điều trị kịp thời thì u nó phát triển to và nó xâm lấn vào thần kinh mạch máu. Bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện thiếu máu ở não, hoặc là thậm chí là nó có thể gây nên những cái tình trạng tai biến, hoặc là tổn thương thần kinh, có thể liệt họng, liệt lưỡi,
liệt màng hầu, làm cho bệnh nhân ăn uống không có được. Bên cạnh đó, trong khi phẫu thuật u thể cảnh rất dễ có thay đổi về mạch và huyết áp như chập nhịp tim, thậm chí là ngừng tim. Theo đó, các bác sĩ đã làm tách bạch đuôi u trước khi mổ cho bệnh nhân để giảm khả năng chảy máu. Khối u được các bác sĩ lấy trọn ra có kích thước 4x5cm. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, ăn nhai, nói, nuốt và vận động lưỡi, vận động cơ cổ bình thường. Hiện nay, đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt ở những nơi xa trạm y tế, điều kiện đi lại khó khăn hoặc những trường hợp sống trong vùng có dịch nhưng chưa có dấu hiệu mắc bệnh, thì việc phòng và điều trị sốt xuất huyết trong giai đoạn đầu bằng phương pháp đông y là vô cùng hiệu quả nhưng lại ít người biết đến. Theo ghi nhận, tại một số ít cơ sở y tế tại thành phố Cần Thơ vẫn còn lưu truyền bài thuốc quý giá này. Ngày 22 tháng 7 năm 1998, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư Đỗ Quyên Phương ban hành phác đồ điều trị sốt xuất huyết bằng thuốc cổ truyền. Theo phác đồ, người bệnh cần dùng bài thuốc gồm các vị thuốc quen thuộc như lá cúc tần, cỏ nhỏ đồi, mã đề, trắc bá diệp, sắn chay, rau má, lá tre, gừng tươi, mỗi loại từ 12 đến 20 gram. Các loại thảo dược đem nấu với 600 ml nước sạch đun sôi trong 30 phút và để ấm uống ngày 3 lần. Bài thuốc trên áp dụng cho tất cả mọi đối tượng người bệnh, trừ đối với trẻ em từ 1 đến 5 tuổi uống bằng 1/3 liều người lớn, trẻ em từ 6 đến 13 tuổi uống bằng 1/2 liều người lớn. Theo lời bác sĩ đông y Võ Tấn Hưng, bài thuốc cổ truyền này áp dụng cho phòng ngừa và trị sốt xuất huyết độ 1. Khi nhận thấy bệnh nặng hơn chuyển sang độ 2 và đặc biệt là độ 3-4, thì ngay lập tức phải đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị theo phác đồ. Bài thuốc có những thuận lợi là nó có những vị thuốc xung quanh mình, ở đâu cũng có, dễ tìm và nó cũng không, khi uống nó không có độc hại gì. Sốt huyết phân ra nhiều loại, nhiều độ, tức là độ 1, 2, 3, 4. Nhưng mà cái bài thuốc này trị trong khoảng độ 1/2. Độ 1/2 có nghĩa là cháu sốt, cháu bị nhiễm bệnh rồi đó mà còn nhẹ thì trị tại nhà. Người dân trồng được một số được những bài thuốc nam rất hữu ích tại nhà. Mỗi nhà đều có những cây thuốc vậy đó. Khi mà sốt ban đầu thì người dân có thể là dùng sắc uống hoặc nấu nước uống thì nó sẽ hạ sốt. Có thể thấy với chi phí rẻ và các vị thuốc dễ tìm trong nhà, bài thuốc trị sốt xuất huyết bằng phương pháp đông y là cứu tinh cho nhiều trường hợp không đủ điều kiện đến cơ sở y tế nhanh nhất. Tuy nhiên, dù Bộ Y tế ban hành đã lâu, nhưng hiện nay bài thuốc này gần như thất truyền do ít người biết đến. Thiết nghĩ các cơ sở y tế cần tuyên truyền hướng dẫn bà con về bài thuốc, góp phần vào việc phòng và giảm ca sốt xuất huyết cũng như hậu quả đáng tiếc gây ra. Cuối năm là dịp các doanh nghiệp tổ chức dọn dẹp, vệ sinh lại tòa nhà, văn phòng làm việc của mình để chuẩn bị chào đón năm mới. Theo đó, nghề lau kính nhà cao tầng cũng bắt đầu vào mùa kiếm tiền. Làm việc vất vả để mang lại vẻ đẹp cho các tòa nhà trong thành phố, song ít ai hiểu được những khó khăn, nguy hiểm mà các công nhân lau kính phải đối mặt. Công việc này không cần bằng cấp nhưng yêu cầu người thợ lau kính phải có chuyên môn, không sợ độ cao, tập trung và thần kinh vững chắc bởi vì họ thường xuyên đua mình ở độ cao cả 100 mét. Dụng cụ bảo hộ để họ làm việc cũng khá sơ sài, chỉ có đai an toàn, ghế đỡ, gạt kính và xô nước lau. Để có điểm tựa trên không trung, các anh công dân cần xài đến dụng cụ hít kính, tựa chân vào đó để lau chùi. Mới đầu vào nghề cũng sợ lắm chị, nhiều khi đang đua trên cao mà gió cứ hiu làm sợ. Tòa nhà cao tầng cái mặt nó ngay chân chỗ mặt nắng hả chị, mình làm mình mệt, hốc, mình chịu không nổi. Nắng bắt buộc mình phải nghỉ không mấy, hoặc là mình đi xuống mình nghỉ lên chừng nào mát mình làm lại chị. Dù công việc vô cùng vất vả, nguy hiểm, song mức thu nhập của họ cũng chỉ đủ sống qua ngày, không có dư giả. Người có kinh nghiệm lâu năm được trả khoảng 500.000 đến 600.000 đồng mỗi ngày, trong khi những người mới vào nghề chỉ khoảng 300.000 đồng đến 400.000 đồng một ngày. Bên cạnh đó, vệ sinh kính là công việc làm theo mùa, nên cuộc sống của các công dân cũng không tránh khỏi tình trạng bấp bênh. Vào mỗi độ thu hoạch, cánh đồng hoa cúc Tiến Vua, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, rực rỡ vàng ống, là nhộn nhịp cảnh người hái hoa và giới trẻ tham quan chụp ảnh. Điều đặc biệt, loài hoa này được dùng làm vị thuốc, bán theo kg thay vì tính theo số bông. Cúc Tiến Vua được trồng trên diện tích lớn tại thôn Nghĩa Trai, cánh đồng hoa được chia làm nhiều luống thẳng hàng. Nhìn từ xa hay trên cao, cánh đồng hoa như thảm vàng ống mê mãi. Hoa cúc Tiến Vua có nhiều tên gọi như kim cúc, hoàng cúc, cúc chi, có đặc tính thanh nhiệt giải độc. Theo lý giải của nhiều người, loài hoa này có tên Tiến Vua vì được trồng để dâng lên vua chúa làm vị thuốc hoặc pha trà. Loài hoa này trồng sau 6 tháng thì có thể thu hoạch, mỗi dịp thu hoạch chia làm 2 đợt cách nhau khoảng 1 tháng. Loài hoa này có cánh mỏng, dễ dập nát vì sương gió và thời gian nở không dài.
khi hoa chớm nở, các hộ phải tập trung thu hoạch để kịp thời vụ. Sau khi thu hoạch, hoa được sấy khô dùng làm trà hoặc đem hấp bằng diêm sinh rồi bán cho các tiệm thuốc. Được biết, 5kg hoa tươi thu được 1kg hoa khô. Hoa được bán theo kg. Năm nay, giá hoa sấy sạch khoảng 300.000 đồng 1kg, trong khi giá hấp diêm sinh khoảng 230.000 đồng 1kg. Năm đầu tiên tham gia vào thị trường trái cây chân Tết Đinh Dậu năm 2017, các loại dừa in hình 3D như dừa in chữ tài lộc, dừa in hình gà, hình tam đa, v.v. có giá bán tại xưởng dao động từ 600.000 đồng đến gần 2 triệu đồng mỗi quả và được nhiều người ưa chuộng. Dừa in hình 3D chân Tết là loại dừa được nhập từ tỉnh Kiên Giang mang tên dừa bung. Người hái phải lựa chọn những quả già như không khô, hái và chuyển xuống đất dày tràng để không bị dập nát. Dừa mang về cơ sở sản xuất được vệ sinh, phủ một lớp sơn thẩm mỹ làm nền, sau đó được phối màu và in hình 3D trực tiếp lên vỏ dừa. Với năm đầu tiên cho ra thị trường, xưởng sản xuất mang tên Ba Đỉnh Biệt Vườn cho ra hàng ngàn quả dừa in hình 3D theo 5 mẫu thông dụng là hình tam đa, hình đàn gà, hình Phật Quan Âm, hình chữ phúc và tài lộc. Mỗi quả bảo quản trong 60 ngày, ăn được và có thể để lâu hơn ở những nơi ẩm ướt, cho quả lên chồi, còn gọi là lọc non. Hiện tại là dừa tạo hình là lần đầu tiên có mặt bắt đầu năm Đinh Dậu năm nay. Thì đây là một giống dừa rất là to ở Kiên Giang. Đây là dừa tạo hình. Chúng tôi tạo hình bằng những công nghệ đặc biệt F3D để cho nó lên cái khuôn hình đẹp. Được biết, dừa in tết hình 3D được chia làm 3 loại. Loại 1 có giá 950.000 đồng một quả với kích thước chu vi từ 70cm trở lên. Loại 2 có giá 850.000 đồng một quả có kích thước từ 60-69cm. Và loại dừa vàng tự nhiên có lọc non được bán với giá 1,9 triệu đồng. Đây được xem là loại hình trái cây chân Tết được mong đợi nhất năm 2017. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Minh Khang 14 năm tù giam về tội giết người và 1 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2010 tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn. Khi đó, sau khi ăn nhậu, Khang cùng đồng bọn chặn đánh một nhóm thanh niên khác thôn, dẫn đến cái chết của Nguyễn Hữu Kiệt. Tháng 3 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bị cáo Dương Minh Khang bản án 18 năm tù giam về tội giết người, 1 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, sau thời gian thụ án, Dương Minh Khang kháng cáo và được Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng chấp thuận yêu cầu xét xử lại. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng. Hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi can cầm đầu là La Tùng Thịnh và Lưu Vĩnh Lợi cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là trang mạng đánh bạc vwin.com có máy chủ tại Philippines nhưng được cầm đầu bởi La Tùng Thịnh và Lưu Vĩnh Lợi cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, từ giữa năm 2016, các đối tượng đã tổ chức nhiều loại hình cờ bạc như cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số với lượng giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Người chơi muốn tham gia phải tạo tài khoản trên website này và nộp tiền vào tài khoản để chơi. Sau thời gian theo dõi, vào đêm ngày 9 tháng 1, các trinh sát của Bộ Công an đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp 6 đối tượng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tài liệu và các tang vật có liên quan. Bước đầu, các nghi can đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Tổng số lượng tiền giao dịch từ năm 2015 đến hiện tại khoảng hơn 300 tỷ đồng. Hiện vụ việc trên đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ. Ngày 12 tháng 1, đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ băng nhóm gồm 7 người có quốc tịch Iran về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này vờ hỏi đường, mua hàng có giá trị nhỏ rồi lừa người Việt mỗi lần từ 1 triệu đến hơn 3 triệu đồng. Theo đó, nhóm đối tượng này gồm 7 người bao gồm cả nam và nữ đều mang quốc tịch Iran. Hành vi của nhóm đối tượng này là nhắm đến những người bán hàng rong hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Sau đó, chúng giả vờ hỏi mua hàng và đưa tiền có mệnh giá lớn để người bán hàng thối lại. Lợi dụng người bán sơ hở, chúng thường lấy trộm từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng. Cụ thể, ngày 9 tháng 1, nhóm đối tượng này chia thành các nhóm nhỏ tỏ ra các địa bàn để hoạt động. Trong đó có Ansaripur Jabu sinh năm 1957 và Hosempur Patisari sinh năm 1981 điều khiển xe máy đến ấp 2 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, ghé chỗ chị Trần Thị Mỹ Lệ mua hai chai nước suối và rút tờ 500.000 đồng để thanh toán. Do không có đủ tiền lẻ nên chị Lệ chạy vào nhà mang một cọc tiền khoảng 3 triệu đồng, loại mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng để trả lại. Lúc này, một trong hai đối tượng trên cười đùa và lấy cọc tiền trên tay chị Lệ, giả vờ đếm rồi trả lại, sau đó rút 30.000 đồng trả tiền nước rồi bỏ đi. Khi gờ chị Lệ kiểm tra lại thì phát hiện bị mất 1 triệu đồng. Được biết, nhóm đối tượng này thường chỉ lừa đảo số tiền nhỏ từ 1 triệu đến 3 triệu,
và có địa bàn hoạt động chủ yếu tại các quận huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, nhiều nông dân ở tỉnh Ninh Thuận đang trong tình cảnh hết sức khốn khó vì thiên tai liên tiếp. Họ đã phải bỏ hoang đất 5 đến 6 vụ liên tiếp do nắng hạn. Đến khi sản xuất thì bị cuốn trôi bởi đợt mưa lũ vừa qua. Nguy cơ thiếu đói sẽ còn kéo dài đến Tết Nguyên Đán đối với nhiều hộ dân. Cũng vì thế, công việc trọng tâm từ nay đến Tết ở những vùng thiên tai như Ninh Thuận là giải quyết lương thực, không để hộ dân nào thiếu đói. Hiện tại, chẳng ai trong làng Vũ Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có dư tiền sắm sửa cho ngày Tết như những năm trước, bởi ngay cả gạo ăn trong nhà cũng bị thiếu trước hụt sâu. Nhiều cánh đồng ở Ninh Thuận khô hạn suốt 2 năm qua khiến cho đất bị bỏ hoang đến 5-6 vụ. Đến những tháng cuối năm vừa qua, người trong làng mới làm được vụ lúa mùa, lúa chưa kịp gặt thì bị cuốn trôi bởi mưa lũ. Lúa chín cũng thối hết, không gieo ăn, lúa trôi đi hết, đâu có lúa gieo đâu chứ, nói quá trời. Đợt mưa lũ những tháng vừa qua gây ra mức thiệt hại lên đến 321 tỷ đồng đối với tỉnh Ninh Thuận. Còn nếu tính chung cả thiên tai nắng hạn trước đó thì số thiệt hại lên đến trên dưới 500 tỷ đồng. Vấn đề này thì hiện nay chúng tôi đang xin Trung ương hỗ trợ cho 1.134 tấn gạo để hỗ trợ cho khoảng 18.000 hộ với khoảng 75.000 nhân khẩu trong vòng một tháng, trong cái thời gian mà cận dịp Tết Nguyên Đán. Đây là một cái vấn đề cũng rất là bức xúc. Đã có 3 đợt hỗ trợ gạo cho người dân vùng thiên tai Ninh Thuận trong năm ngoái. Do đó, trong năm qua, về các bản, Ninh Thuận đã giải quyết tình trạng thiếu gạo ăn cho các gia đình khó khăn. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, cùng với đợt hỗ trợ gạo, chính quyền các địa phương kêu gọi sự tương trợ lẫn nhau trong xóm, trong làng. Hiện tại đã gần Tết, nhưng ở những làng chưa phụ bổn, chưa có nhà, cửa vẫn đóng. Cả năm nay vẫn thế, người trong làng đi làm ăn xa, mong tích góp ít tiền để sau Tết, ở lại làng, khắc phục hậu quả thiên tai, làm lại từ đầu. Chỉ có sản xuất mới giải quyết căn bản tình trạng thiếu lương thực. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Gia Lai tăng cường kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên Đán. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên hình thành chuỗi siêu thị mini trong bệnh viện cho người bệnh. Lâm Đồng bắt nhóm lừa bán đồng đen lấy hàng trăm triệu đồng. Nhiều ý kiến trái chiều về thông tin dự thảo hiến máu bắt buộc.